mũi to cho nên hoa vừa. Đà đấy nhá. Dạ, cũng phải hơi đà một xíu à. Ăn lá mình cho trồng, mình trồng qua chứ ăn dẹp dẹp nó cũng còn thôi chứ bà. Làm phải đuối bụng cho rồi. Đuối bụng rồi hả? Không lẽ ráng xíu đừng không mang ghê đó.
Đau hả bà? Ừ. Cái cần thịt cho nó dài vậy sao? Anh lấy cái cầu ra hả? Dạ. Anh lấy cái cầu ra hả? Dạ đúng rồi. Giờ là anh lấy cầu. Dạ. Chắc giờ gãi áo quá này. Ừ. Có ngứa không gì? Không có. Ừ. Nè anh lên đây nè. Dạ. Nẹn đa hơn 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 bát. Dạ. Nãy tôi nghĩ như thế chứ ai làm ra không?